We benefit when we know which negative beliefs we need to get rid of and which positive ones we deserve to celebrate. And then we can commit ourselves to changing our negative thoughts, words, and actions into positive ones. Watch on to find out more. Effervescent friends, we are privileged to have Ms. Bảo Ngọc, a physiotherapist from OLAC or Vietnam, present our fascinating program, Mind Kinetics Coaching, Positive Thinking Tools, Part 1 of 2. Ms. Bảo has earned her bachelor's degrees in physiotherapy and nursing. She currently provides physiotherapy services at a traditional medicine hospital. Xin chào quý khán giả cao thượng, tôi là Bảo Ngọc, đến từ đất nước Âu Lạc tuyệt vời. Người dân Âu Lạc cảm ơn quý vị luôn mang ánh dương vào cuộc sống của những người xung quanh nhờ suy nghĩ khẳng định. Hôm nay, chúng tôi rất vui được chia sẻ phần 1 trong loạt tiết mục gồm 2 phần về công việc đầy thăng hoa của cô Besker Kaber ở Canada. Cô Besker đã được trao giải thưởng cho nhiều cách thức huấn luyện và lãnh đạo sử dụng phương pháp khoa học về trí lực độc quyền của cô với mục đích giúp mọi người đạt được an bình nội tại. Là đồng chủ tịch tổ chức huấn luyện và lãnh đạo quốc tế CLI, cô Besker được các học viên trìu mến gọi là thầy huấn luyện. Cô đã giúp nhiều người trên khắp Nam Châu đạt được mục tiêu và vượt qua nhiều khó khăn thử thách trong mọi mặt cuộc sống. Cô Besker là tác giả viết nhiều sách, trong đó có cuốn Thượng Đế trong công tác huấn luyện, bí quyết sống hạnh phúc. Trí lực là một môn khoa học giúp khai tâm và tạo điều kiện để học viên đón nhận những ý tưởng mới và hành động tạo sự thay đổi tích cực lâu dài. Mind Kinetics is a superb companion to daily meditation. It literally changed my world. Welcome, Betska. So to start, tell us why positive thinking is important for the world. The only way to achieve world peace is for every person, young and old, to have inner peace. For example, if everyone deeply loved themselves and deeply loved others, we wouldn't have conflict within ourselves, conflict with others, and between countries. If everyone had positive beliefs about themselves and others, we would have heaven on earth. If we have an obligation to know precisely how we are programmed inside our minds. We benefit when we know which negative beliefs we need to get rid of and which positive ones we deserve to celebrate. And then we can commit ourselves to changing our negative thoughts, words, and actions into positive ones. So thank you very much for that, Betska. Mm-hmm. What is a real-life example of positive thinking? Shandora Hedrick is a CLI, Senior Instructor of Mind Kinetics, from the United States of America. Recently, she needed to have eye surgery in order to save her eyesight. She told the eye surgeon that she did not want to have an anesthetic because the chemicals were too difficult on her body. The recovery from the drugs would be worse than the surgery itself. She had surgery on probably the most sensitive part of her body, and she had it without an anesthetic. How did she do it? For the entire operation, with the anesthesiologist standing by, ready by my side, I chanted the Gayatri. I did not receive the anesthesia. I remained awake. The next day, my doctor wanted to know more about this chant and was amazed. I am convinced that my recovery was propelled and that I was supported by my deep conviction not to have the drugs in my system, and that my unfaltering belief in the power of the Gayatri Mantra
and all it stands for. Because it is so true that what we think and what we believe we become, we must first understand what it is we do believe at a subconscious level, and then transform our beliefs in order to transform our lives. Có thể quý vị muốn biết huấn luyện trí lực là gì và phương pháp này giúp chúng ta suy nghĩ khẳng định như thế nào. Huấn luyện trí lực là quá trình giúp mọi người đạt được mục tiêu và vượt qua khó khăn nhờ sử dụng kỹ năng chất vấn và lắng nghe hiệu quả. Phương pháp tiếp cận của CLE là mỗi học viên được xem là một cá nhân hoàn hảo và toàn bộ giải đáp mà họ tìm kiếm nằm trong chính họ. Nhờ sử dụng các phương pháp huấn luyện trí lực, huấn luyện viên tạo điều kiện để học viên tìm thấy các giải pháp nội tâm này. Phương cách tiếp cận này hoàn toàn khác với việc tư vấn hoặc điều trị dưới bất kỳ hình thức nào. Cách tiếp cận của phương pháp CLE rất độc đáo so với các phương pháp huấn luyện khác vì nó khuyến khích sử dụng toàn bộ trí não hay tư duy toàn diện. Pentalateral means using left brain, right brain, conscious mind, subconscious mind, and superconscious mind. So when we coach someone using mind kinetics, we are inviting them to use all five parts of their brain mind for whole brain thinking. And then they can develop whole brain solutions to their challenges. Although we're going to focus here on the subconscious, we want to remember that pentalateral thinking powerfully includes our superconscious mind, our genius mind, our highest creative center, or some people call it our God self. Trong khi cô Pesker thiết lập hệ thống huấn luyện trí lực bằng một nghiên cứu tập trung vào tiềm thức, thì ở Hoa Kỳ, tiến sĩ Bruce Lipton làm việc trong phòng thí nghiệm với vai trò là nhà sinh học tế bào. Tiến sĩ Lipton mô tả tiềm thức là động lực chính trong cuộc sống, ngay cả khi chúng ta không nhận ra nó. Say, oh, I want to be healthy, I want to have great relationships, and then you try to say, I'm running my life with these beliefs. But science has now revealed that we only run our lives with our conscious mind at most about 5% of the time. Điều này có nghĩa là trong 95% thời lượng còn lại, tiềm thức của chúng ta có tác động lớn nhất đến cuộc sống của mình. Tiềm thức quyết định cách chúng ta phản ứng với những tình huống nhất định, các thói quen, kể cả tư tưởng và quan niệm sâu xa mà chúng ta có thể không nhận thức được rằng mình đang có. Tiến sĩ Lipton có nói trong quyển Sinh học của niềm tin rằng khi chúng ta nhận biết cách các tư tưởng tích cực và tiêu cực này đang kiểm soát hệ sinh học của mình như thế nào, chúng ta có thể vận dụng kiến thức đó để sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Đã đến lúc tản bộ thư thái qua khu vườn của cô Pesker để thưởng lãm nhiều loại cây cỏ được cô hết lòng chăm sóc, thương yêu. Khi trở lại, chúng ta sẽ tìm hiểu cách suy nghĩ ảnh hưởng đến sức khỏe của tế bào trong cơ thể như thế nào. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Chào mừng quý vị trở lại tiết mục Huấn luyện trí lực, công cụ giúp suy nghĩ khẳng định, phần 1 trong 2 phần trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cô Pesker Kaber là người phát triển phương pháp huấn luyện trí lực được trao giải, trong đó có giải nhân sự cao quý ở Mumbai, Ấn Độ, và cô là đồng chủ tịch của Tổ chức Huấn luyện và Lãnh đạo Quốc tế. Khi cô Pesker trực tiếp gặp tiến sĩ Bruce Lipton, nghiên cứu của cô về sức mạnh của tiềm thức đã mang lại nhiều biến chuyển đáng kể đối với học viên. Our subconscious mind holds incredible power. This is where our positive and negative beliefs are stored, where our patterns are stored. You know, patterns that we can take on from generation to generation, like addictions, for example, or abuse issues, and also our positive beliefs, like loving nature could be a positive belief that we've taken on from our parents. Trong nhiều dịp, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
đã thảo luận về sức mạnh to lớn của tâm trí như trong bài giảng nhân dịp Giáng sinh năm 2002 tại trung tâm Florida, Hoa Kỳ. Là Phật mới nói nhất thiết vi tâm tạo là vậy. Tâm của mình phải tạo. Nói những cái điều tốt, nghĩ những điều tốt, mình biến cái sự phổ định thành khẳng định. Mình dạy dỗ cho chính những cái tế bào trong thân thể của mình cho nó nghĩ tốt. Tức là phải hướng về, hướng thiện, hiểu không? Cái gì mình nghĩ tốt, mình nói tốt, là cái đầu óc mình, thân thể của mình, tất cả hàng triệu tỷ tế bào của trong thân thể mình nó đều nghe lời mình rắp rắp hết á. And mind kinetics does exactly what Supreme Master Ching Hai says. It teaches ourselves to think good thoughts. Isn't that amazing when you think about it? Absolutely. Scientists tell us that we have between 50 and 100 trillion cells in our body. Imagine when every single one of those cells wears a happy face. Wow! CLI, Science of Mind Kinetics, teaches all of our cells to think positively. And in that moment, we develop solutions to challenges and goals. It does this by integrating knowledge from the sciences of cell biology, quantum physics, and neuroscience. Ban đầu, cô Pesker tin rằng cô chỉ phát triển và áp dụng phương pháp huấn luyện trí lực cho riêng mình để giúp cô vượt qua ký ức tuổi thơ không hạnh phúc. Nhưng chẳng bao lâu sau, mọi người đã đến xin cô giúp đỡ. Các buổi huấn luyện trí lực của cô Pesker đã giúp các nhà lãnh đạo trở nên mạnh mẽ hơn, thấy an bình trong tâm, làm chủ tư tưởng và hành vi của bản thân, chế ngự lòng ham muốn và đạt được mục tiêu cả mức độ cá nhân lẫn trong nghề nghiệp. Để biết thêm thông tin về cô Pesker Kaper, xin vui lòng truy cập coachingandleadership.com. Kính mời quý vị đón xem tiếp vào thứ Hai, ngày 17 tháng 9 năm 2018, tiết mục Huấn luyện trí lực, công cụ giúp suy nghĩ khẳng định, phần 2 trong 2 phần trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi tìm hiểu phương pháp huấn luyện trí lực, công cụ giúp suy nghĩ khẳng định, phần 1 trong 2 phần hôm nay. Tiếp theo là chuyện cổ Phật giáo, người tớ gái Bunner, phần 1 trong 2 phần trên giữa thầy và trò. Mong chúng ta sẽ là nguồn sáng, tình thương và an bình nội tại. Thank you for being with us today for Mind Kinetics Coaching, Positive Thinking Tools, Part 1 of 2. Up next is Buddhist Stories, The Bondswoman Puna, Part 1 of 2, on Between Master and Disciples. May we all be shining beacons of love and inner peace. For more details, please visit suprememastertv.com/HL.